May mắn nào sẽ đến bên bạn. Đây dành cho các bạn đã chọn tụ màu xanh, hoặc các bạn vô tình nhìn thấy video này, xem như tụ này phù hợp với năng lượng của các bạn. Đầu tiên, xét về cái điều khởi đầu may mắn cho các bạn, chúng ta có hiệp sĩ gậy ra ngục. Kế tiếp, những sự kiện nào bất ngờ diễn ra, ở đây chúng ta có lá bài chẳng khờ. Và cuối cùng, ai sẽ là người xuất hiện đem đến may mắn cho bạn? Và trong trải bài này, các bạn sẽ có lá bài một ly ra thẳng đứng. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu cái việc khởi đầu may mắn cho các bạn là việc gì. Và chúng ta sẽ có qua thông điệp của lá bài hiệp sĩ gậy. Và may mắn sẽ đến bên bạn khi các bạn có một cuộc sống thực sự đam mê, nhiều năng lượng và nhiệt huyết nhất có thể. Chính cái điều này sẽ tạo ra những điều thú vị xung quanh các bạn. Khi các bạn đặt toàn tâm, toàn ý của mình vào mọi việc các bạn đang làm và sẵn sàng phiêu lưu, đương nhiên các bạn sẽ có một cái sức sống tràn đầy, một điểm tuyệt vời nếu như các bạn đi xa hoặc du lịch. Nhất định những may mắn sẽ đến một cách rất bất ngờ. Và để khởi đầu cho cái việc may mắn này, sẽ có một số sự kiện mà bạn không mong đợi sẽ sớm xảy ra, những việc thay đổi cuộc sống của bạn một cách tích cực nhất. Tuy nhiên, để có được năng lượng này, các bạn phải chú ý là không bao giờ các bạn từ bỏ ước muốn của mình và không toàn tâm toàn ý vào trong cái việc bạn đang làm. Hoặc là các bạn theo đuổi một tình yêu lãng mạn nhưng lại thích một cái cuộc sống tình yêu thực sự là ra mà không muốn tình yêu bền vững, thì chắc chắn bạn sẽ dễ nảy sinh những bất trở cho mình. Những điều bất như ý sẽ diễn ra nếu như bạn thiếu kiên nhẫn, bất ổn và liều lĩnh. Và những sự kiện nào sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới, những dự kiện sẽ giúp cho các bạn may mắn hơn, đó chính là các bạn sẽ tham gia vào một hành trình mới. Nơi đây bạn sẽ thấy ngập tràn sự lạc quan và tự do, thoát ra khỏi những cái ràng buộc thường trong ngày trong cuộc sống. Các bạn sẽ không còn đau khổ và tổn thương. Đây là một cuộc phiêu lưu thực sự, một cơ hội rất nhiều ở ngoài thế giới bên ngoài. Khi các bạn chịu khám phá và phát triển bản thân của mình, không còn lo lắng và dường như những rắc rối có thể diễn ra, nhưng bạn biết, bạn có niềm tin và cảm hứng ở đây chính từ lòng can đảm của bạn. Và về mặt tình yêu thì các bạn sẽ khởi đầu cho một cái cuộc yêu mới. Khi đó có dấu hiệu một mối quan hệ mới sẽ xuất hiện, một trải nghiệm, những điều mới mẻ, tìm được sự lãng mạn mà chính bạn sẽ mong muốn. Đương nhiên, tình yêu sẽ có rủi ro, sẽ có đau buồn, tổn thương. Nhưng khi các bạn biết tìm thấy tình yêu, thì nhất định các bạn tin tưởng vào nó. Và chắc chắn cái mối quan hệ của các bạn sẽ rất là ngạc nhiên và bạn không ngờ tới luôn. Đây là dấu hiệu bạn hãy sẵn sàng dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mới. Và thông điệp là các bạn, khi mà các bạn gặp những cơ hội tới tình yêu mới, thì bạn cứ tiến tới và làm thôi. Bởi vì rất có thể tình yêu và công việc bạn đang ấp ủ hay người yêu bạn mong muốn sẽ xuất hiện với những cái điều bất ngờ rất là đáng kinh ngạc. Tuy nhiên cái việc háo hức này, cái năng lượng mới này, thì mong là các bạn đừng có làm một việc theo cảm hứng. Hãy suy nghĩ bàn bạc và tính toán thật kỹ với những cái người mà có thể giúp bạn đưa ra lời khuyên khi bạn tiến tới mối quan hệ hay bắt đầu vào một việc gì đó. Nếu như các bạn đang trong mối quan hệ cam kết hoặc các bạn đã quen lâu dài rồi, thì rất có thể hai bạn sắp chuyển tới một giai đoạn mới của câu chuyện tình cảm, như là đính hôn, kết hôn, hoặc thậm chí là các bạn sẽ sinh em bé nếu như các bạn đã làm vợ chồng. Còn ai mà đang tìm kiếm tình yêu thì nhất định cái mối quan hệ này sẽ diễn ra rất lãng mạn sắp tới, bởi vì các bạn thu hút người ta bởi sự ngây thơ và tự do tự tại của chính bạn. Tuy nhiên mà các bạn phải nhớ là mình mở rộng trái tim của mình và thử đặt mình và chịu bước vào một mối quan hệ mới, thì nhất định những điều mới mẻ bạn chưa từng biết sẽ khiến cho bạn bất ngờ. Việc phát triển bản thân là điều đương nhiên các bạn cần phải làm. Các bạn sẽ nên bắt đầu cái mối quan hệ đó từ bạn bè trước, mình làm từng bước, hãy biết giá trị của mình, đừng có tiến tới quá nhanh, hãy cởi mở và thân thiện, đừng gò bỏ, đòi hỏi một kết quả cho mối quan hệ này, hãy tránh cái bài học trong quá khứ, bởi vì ở đây dấu hiệu cái người bạn gặp
không hề thích sự ràng buộc chút xíu nào hết trơn á. Và cuối cùng cái nhân vật sẽ xuất hiện đem đến may mắn cũng như tình yêu cho bạn là ai? Thì ở đây chúng ta có lá bài một ly đại diện cho năng lượng này. Và người này sẽ đại diện cho một năng lượng là người có trực giác, sáng tạo và giàu cảm xúc. Họ có nét hồn nhiên và ngây thơ nha, bất kể tuổi của họ là như thế nào. Và cái nhân vật này sẽ là nhân vật khác hẳn so với những gì bạn nghĩ. Những cái điều, cái gu của bạn nó sẽ khác hẳn luôn. Tại sao chúng ta không thử tiếp nhận bằng con mắt mới mẻ, cảm giác ngạc nhiên, cái gì đó thú vị lắm. Bởi vì cần là cần bạn phải đánh giá cao cái sự khác biệt của đối phương. Thì từ đây các bạn mới có cách tiếp cận tình yêu được. Một trong cái việc mà bạn sẽ thấy thu hút rất nhiều, mọi thứ rất là lãng mạn, đối tác tiềm năng, sẽ khiến cho bạn thấy là tình yêu này nó mới lạ và thú vị rất là nhiều luôn á. Tuy nhiên cái việc này các bạn cần phải biết điều khiển cảm xúc của mình. Đừng có hoài nghi bản thân của mình, phải tin vào cái nguồn mạch cảm xúc. Bởi vì đây là một dấu hiệu, một khởi đầu mới, một mối quan hệ mới nhất định sẽ được diễn ra. Và nếu như các bạn trong mối quan hệ thì có một cái tín hiệu tiếp tục là các bạn sẽ đính hôn hoặc tin mừng về con cái nha. Thật sự rất là hay luôn. Còn các bạn đang độc thân thì một ai đó đang âm thầm dành tình cảm cho bạn. Cái người này cũng trẻ trung, đầy nhiệt huyết mà đang chờ đợi cơ hội để thay đổi tình yêu các bạn đơn điệu từ hồi xưa giờ đó. À, thì ra các may mắn của các bạn chính là sẽ có tình yêu và sẽ đính hôn hoặc kết hôn trong thời gian tới và sẽ có con nữa. Và ở đây cái điều quan trọng là các bạn biết những cái việc này nó đến bất ngờ lắm và các bạn cần phải di chuyển đi ra ngoài thế giới bên ngoài nhiều hơn. Và chúng ta sẽ có các cung sau đây ứng với năng lượng của trái bài sẽ mạnh hơn nếu như các bạn thuộc cung nước như là sông ngư, cự giải hoặc là hổ cáp, hoặc các bạn cung khí như bảo bình, thiên bình, sông tử. Và trên đây là tất cả những gì của trải bài dành cho các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.